Dạ, xin chào cô chú anh chị. Dạ, hôm nay thì em làm clip để lên ít sản phẩm gốm sứ Nhật Bãi để giao lưu đấy cô chú anh chị ha. Cảm ơn cô chú anh chị dành chút thời gian để theo dõi video giúp em ha. Thì đầu tiên em lên sản phẩm đầu tiên, sản phẩm số 1 ha. Cái này thì là một cái tô thủy tinh. Một cái tô thủy tinh có họa tiết là hình bát quái, và cái tông màu của nó là màu xanh và màu trắng. Đấy. Và cái kiểu vành của nó thì cũng không phải là tròn và đều, nó nhấp vô nó giống như gợn sóng của chú anh chị thấy không? Đó. Nó cao cao thấp thấp gì đó chứ nó không có tròn đều ha, khá là thú vị. Đúng là đồ Nhật nó làm nó không có giống đồ Việt Nam mình tí nào. Dạ thì cái này nó có đường kính là 21,5 và chiều cao của nó là 6 cm. Rồi, cô chú anh chị chốt giùm em ha, mã số 1 cái tô này 80k ha, 80k. Rồi, tiếp theo lên mã số 2. Ồ, cái gì vậy? Đây, mã số 2. Mã số 2 em có 4 cái cốc. Cụ thơ cụ đối gì trọng không không đọc được, không hiểu. Rồi em có 4 cái ha, em đo cái đường kính của nó là 7,5 cm và chiều cao của nó là 6,5 cm. Rồi, 4 cái cô chú anh chị chốt giùm em ha, mã số 2 một cái 30k. Tiếp thêm lên mã số 3 luôn ha cô chú anh chị ha. Mã số 3 một cái tô rồng. Hôm qua có lên tô rồng rồi, có anh chốt rồi, bữa nay lên tiếp tô rồng. Để mỗi ngày em có khui hàng mới á thì nó lên đều đều, ví dụ như hôm qua có mà lên bán đi rồi thì bữa nay mà có nữa thì em lại lên tiếp nữa, mỗi ngày đều có hàng mới ra thôi cô chú anh chị. Hai cụ rồng viền thì có họa tiết chữ song hỷ. Tô này cũng khá to ha cô chú anh chị, ở ngoài cũng có cụ rồng luôn. Dạ, nó có đường kính là 19,5 và chiều cao là 7,5 ha cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị chốt giúp em ha, mã số 3 một cái tô rồng 80k. Rồi, mã số 4. Mã số 4 5 cái đĩa. 5 cái đĩa đẹp quá cô chú chị. Đó, 5 cái đĩa đẹp quá. Này. Nhìn nó làm cái kiểu cái nét nó như là cổ 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 vậy đó. Dạ, kích thước ha. Dạ, nó có đường kính là 15
15,5 và chiều cao là 3 cm. Rồi, cô chú anh chị chốt giùm em ha, mã số 4 một cái 45k. Rồi, tiếp theo mã số 5 luôn ha cô chú anh chị. Mã số 5, em có 4 cái ly. 4 cái ly này mình có thể dùng để đựng kem, ăn kem rồi ha. Hay là sinh tố. Đó, hoặc là mình dùng để đựng sinh tố cũng được nữa. Ly thủy tinh. Rất là dễ thương. Dạ, có 4 cái ha. Dạ, nó có đường kính miệng là 10 cm và chiều cao của nó là 9 cm. Dạ, cô chú anh chị chốt dùm em ha, mã số 5, một cái 30k. Rồi tiếp theo lên mã số 6 luôn. Cái gì đây là cái gì đây? Cái gì đây là cái gì đây? Không biết cái gì đây luôn. Gọi là cái gì đây cô chú anh chị ơi? Mọc triển. Chén không phải chén mà tô không phải tô. Rồi. Dạ, nó có đường kính là 13 cm, cao là 4,5 cm. Rồi, cô chú anh chị chốt giúp em mà số 6 ha, hai cái chỉ có 50k thôi. Rẻ. Cái nào rẻ em bán rẻ, mua rẻ bán rẻ, mua mắc bán mắc. Rồi mà số 7 luôn của chú anh chị. Mà số 7 rất là đẹp. Đây, mà số 7 rất là đẹp ha. Em có 5 cái ha. Ở trong thì nó trắng tinh nè. Ở trong thì trắng viền xanh. Chỉ có ở ngoài thì nó có họa tiết là mấy chú tiểu ha, mấy chú tiểu bắt bướm. Thì cái mẫu họa tiết kiểu này thì bắt gặp hơi nhiều, hầu như ngày nào mở thùng ra cũng có những cái họa tiết ở mấy chú tiểu này hết. Rất là đẹp cô chú anh chị, rất là dễ thương. Này mình để trưng bày tủ là hết ý luôn. Rồi nó có đường kính là 13 cm và chiều cao là 6 cm. Dạ cô chú anh chị chốt giúp em ha, mã số 7 một cái chỉ 35k. Rồi mã số 8 luôn, hai cái dĩa luôn. Dĩa nó không tròn mà nó cũng không dài, nó cứ méo 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 ha cô chú anh chị ha. Cái kiểu của nó làm vậy đó, nó không có đều, nó cứ thụt vô thụt ra các thứ vậy đó. Và nó làm kiểu là răng nứt ha. Cái mẫu nó là rạn chứ không phải là tại nó bị mẻ rạn ha. Cái men của nó làm kiểu vậy đó cô chú anh chị. H9 là 89. Nó có kiểu rạng vậy. Giờ thì nó cái phần dài nhất của nó tầm khoảng 19 cm và cái phần hông của nó thì khoảng 17 rưỡi, nó không có tròn đều. Nó cao thì tầm 2 cm thôi. Rồi rất là rẻ của chú anh chị chốt giùm em ha, mã số 8 gì hai cái 50k. Rồi mã số 9 lên luôn các chú chị. Mã số 9. Một cái tô khá là to. Khá đẹp ha.
Thì ở chính giữa cái tô nó có một con số là 50. 50 này là cái gì ta? Giống như nó kỷ làm kỷ niệm cái 50 năm thành lập gốm sứ hay là gì đó. Có số đề luôn hả? Trời ơi, thôi khổ quá, bỏ đi. Khá là đẹp. Gà tô này nó có đường kính là 19 cm và cao là 7 cm. Dạ, cô chú anh chị chốt giúp em he, mã số 9 80k luôn. Thơm quá, dưới nhà nướng tôm thơm quá. Đang đói bụng. Dạ, em lên tiếp mã số 10. Ba chiếc xuồng. Mã số 10 em là ba chiếc xuồng. Ở trong thì nó cũng men kiểu men rạng ha. Này nó khá là dày nặng tay nha chú anh chị. Rồi, cái chiều dài nhất của nó là 21 cm và cái chiều ngang của nó là 11 cm của chú anh chị. Nó cao là 4 cm. Rồi, cô chú anh chị chốt giúp em mã này, mã số 10 ha, một cái 50k ha. Số 11. Mã số 11 6 cái đĩa. 6 cái đĩa nhìn rất là dễ thương. Em lấy sơ sơ ra thôi chứ lấy hết hồi chồng rồi mệt quá. Đây cái đĩa. Gà đĩa nó có đường kính là 19,5. Con này thì nó không cao, nó có 22 cm thôi cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị chốt giùm em ha, mã số 11, đĩa này một cái 40k. Rồi mã số 12. Mã số 12 gồm 5 cái đĩa. 5 cái đĩa thì trong đó gồm 3 cái là cùng bộ ha. 3 cái này là cùng 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 bộ nhưng mà nó khác hoa văn. Đó. Ghép với hai cái lẻ ha cô chú anh chị ha. Cái này là ghép ha. Đây. Cái lẻ đầu tiên đây nè, cũng khá là đẹp ha. Thì cái đồ Nhật mình nhiều khi nói không phải nói chứ có tiền không mua được cái thứ hai là đúng. Như cái này bây giờ muốn mua thêm cái nữa em cũng không có bán cho cô chú anh chị nữa. Con cái một biết sao giờ. Đúng. Nên có tiền mua cái thứ hai cũng không có là như thế đấy. Đây. Còn cái này là bộ 3 cái đây. Khá là đẹp ha. Cái này nó lại khác. Khác khác hoa văn thôi chứ kích thước và cái mẫu thì nó giống. Mình đo kích thước của cái bộ ba này đi ha. Cái này nó có đường kính là 14 cm và cao là hơn 2,2 cm. Rồi cô chú anh chị chốt giúp em ha, một bộ này đi. 5 cái 120k thôi.
Rồi, cái này là cái gì ta? Cái này gọi là cái gì ta cậu ha? Nó giống như hình bán nguyệt vậy. Hình bán nguyệt. 1, 2, 3, 4 cái. Dạng dĩa kiểu, làm dĩa kiểu. Khá đẹp, còn máy tinh này của chú anh chị. Khui thùng ra là bóc lên luôn, bóc tem lên luôn. Dài của nó là 19,5. Cái phần ngang ở giữa nó là 11. Rồi nó có chiều cao là 2,5 cm. Dạ cô chú anh chị chốt giúp em ha, mã số 13 một cái 30k. Rồi mã số 14. Rồi hàng ghép luôn nha cô chú anh chị ha. Ôi trời quá trời luôn. 2, 4, 6, 7. Ok em ghép 7 cái chén nhỏ ha. Cái chén này chén nhỏ là cả chén chấm. Nó hơn chén chấm chút chứ không phải chén ăn cơm nha. Một cái. Lẻ lẻ quá trời. Nhưng mà nó nhìn nó dễ thương đẹp lắm luôn chú anh chị. Mình mua về đựng nước mắm nước chấm là quá cho thầy luôn rồi. Mỗi người một phong cách, không ai giống ai chứ. Chơi là phải không đụng hàng chứ. Ok, ghép 2, 4, 6, 7. Rồi, cô chú anh chị chốt giùm em ha. Mã số 14, 7 cái 100k. Rồi, mã số 14 cũng kết thúc video clip của em hôm nay. Cũng tại vì bữa nay sinh nhật nhóc lớn, nên dành thời gian chút để cho con nó vui vẻ tí. Cũng cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi ha. Xin chào và hẹn gặp lại ngày mai cô chú anh chị nhé.